bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Chúng ta được dạy rằng phải biết ơn Chúa trong mọi sự, ngay cả trong những hoạn nạn, thử thách. Có thể bạn cảm thấy thật khó để thực hiện, nhưng bạn có nhận ra tấm lòng biết ơn Chúa sẽ mang đến bạn nhiều lợi ích và những thay đổi tích cực trong cuộc sống? Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2021, chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Kay Kamanish qua chủ đề Ích lợi của lòng biết ơn. Đây là khoảng thời gian trong năm chúng ta nói nhiều về sự tạ ơn. Ở những quốc gia mà tạ ơn là ngày lễ chính thức, thì mọi người có dịp quây quần cùng với gia đình bên những đĩa gạt tay, quần áo mới và cả những món đồ trang trí. Mọi thứ như là để nhắc nhở chúng ta rằng mình có nhiều điều để biết ơn. Tác giả Thi Thiên 92 câu 1 bày tỏ: Lạy Đấng Chí Cao, thật tốt đẹp biết bao khi ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh của Ngài. Tôi biết ơn vì tôi có một kỳ lễ để nhắc nhở tôi ca ngợi và chúc tụng Đức Chúa Trời mình. Thật tốt khi được nhắc nhở mỗi năm vì chúng ta rất dễ quên và cũng hay xem thường những ơn lành của Chúa. Ngoài ra, những thử thách xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống cũng dễ đánh cắp lòng biết ơn của chúng ta. Vậy nên, có được sự nhắc nhở như thế này thì thật tuyệt. Gần đây tôi đã trải qua một thử thách và nhờ đó tôi học biết thêm về những lợi ích của lòng biết ơn. Gặp phải vấn đề, tôi thấy mình ở vào thế khó và dễ nổi giận trong suốt nhiều tuần. Sự cố bắt đầu xảy ra khi tôi có một máy tính mới. Tôi cảm thấy phiền phức và thất vọng nhiều hơn đối với hệ thống mới. Căng thẳng dâng cao vì tôi đang cố gắng hoàn thành một cuốn sách và chuẩn hóa bố cục của nó. Mỗi ngày, tôi gặp phải vài thử thách và dành một nửa thời gian để giải quyết các vấn đề kỹ thuật hơn là để hoàn thành mục tiêu của mình. Chuỗi sự cố như vậy kéo dài đến hàng tuần và tôi ngày càng thất vọng nhiều hơn. Một ngày kia, trong lúc bực bội như thể muốn ném thứ đó ra ngoài cửa sổ, thì một giọng nói nhỏ nhẹ bên trong tôi vang lên: Con không cảm thấy biết ơn về chiếc máy tính mới này phải không? Tôi nghĩ, tất nhiên là tôi biết ơn. Tôi làm việc trên máy tính mọi lúc, dùng nó để đánh chữ hàng ngày. Tôi rất vui vì tôi có thể xóa, viết lại, sao chép, dán và di chuyển mọi thứ. Ngoài ra, chiếc máy tính cũ của tôi gần như là đã không còn sử dụng được. Vì vậy, tôi rất biết ơn vì tôi có thể có một chiếc máy tính mới. Biết ơn, âm thanh ấy vang lên trong tôi. Chà, rõ ràng tôi thấy mình chỉ biết ơn khi nào mình muốn biết ơn mà thôi. Cuối cùng thì tôi cũng phải nao lòng. Tôi phải thừa nhận rằng mình đã không biết ơn. Thật vậy, lúc nãy tôi đã sẵn sàng ném máy tính của mình ra ngoài cửa sổ. Càng nghĩ về những lợi ích mà chiếc máy tính mới mang lại cho tôi và nó giúp tôi như thế nào trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày, tôi lại càng cảm thấy biết ơn. Và khi tôi trở nên biết ơn, sự thất vọng và bực dọc được thay thế bằng sự bình tĩnh. Nó không giải quyết được vấn đề của tôi. Tôi vẫn tiếp tục gặp sự cố khi chiếc máy tính mới này không hoạt động như tôi mong đợi. Tôi vẫn phải học hệ thống mới, nhưng sự thay đổi này là rất rõ ràng, như thể ban ngày với ban đêm vậy. Khi tôi cảm thấy biết ơn thay vì tức giận, nội tâm của tôi không còn cảm thấy bế tắc mỗi khi đối mặt với thử thách. Đầu óc tôi không còn cứng đờ và cảm xúc cũng trở nên dễ kiểm soát hơn. Với lòng biết ơn, tôi đã có thể nhìn nhận vấn đề một cách bình tĩnh và tìm ra giải pháp. Và cùng với sự thay đổi trong tôi thì dường như chiếc máy tính mới của tôi không còn phản kháng nữa mà trở nên ngoan ngoãn hơn. Vấn đề nằm ở trong lòng tôi. Khi tôi thẳng thắn với tấm lòng mình, tâm trí và cảm xúc của tôi không còn chìm đắm trong sự tức giận. Do đó, tôi đã có thể vượt qua các thử thách trong thời gian ngắn hơn nhiều. Sự thất vọng của tôi với chiếc máy tính mới thì chẳng đáng để đem so với những vấn đề mà tất cả chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống. Tuy nhiên, Chúa nói với chúng ta rằng hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jesus. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 18. Dù phải đối mặt với điều gì đi nữa, thái độ biết ơn Chúa sẽ kết nối tấm lòng của chúng ta với tấm lòng Ngài. Không những vậy, tấm lòng của chúng ta cũng sẽ được rộng mở để có thể nhận được ân điển của Chúa và vượt qua thử thách. Vậy, nhờ Đức Chúa Giê-xu, chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. Hebrew chương 13 câu 15. Khi bạn cảm thấy thật khó để tạ ơn Chúa, có lẽ đó là lúc bạn cần phải biết ơn Chúa hơn bao giờ hết. Xin chúc bạn có một kỳ lễ tạ ơn thật phước hạnh. Thôi mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa về mọi điều Ngài đã ban cho con trong cuộc sống.
xin giúp con luôn sống với tấm lòng biết ơn, nhất là khi con đang trải qua những thời khắc đầy khó khăn và thử thách. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, bạn có đang biết ơn Chúa về chiếc máy tính đang dùng, về ngôi nhà đang ở, về công việc đang làm, về gia đình và những người thân yêu đang bên cạnh hay không? Nếu bạn vẫn xem những điều đó là bình thường, tại sao bạn không dành ít phút để suy nghĩ lại và tạ ơn Chúa ngay giờ này? Cha luôn biết điều con cần và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Con tin Cha luôn biết điều con cần và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Dù cuộc đời này có nhiều điều con không hiểu thì lòng con hằng tin Giêsu luôn ở bên con mãi mãi. Con tin Cha luôn biết điều con cần và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Con tin Cha luôn biết điều con cần và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Con tin Cha luôn biết điều con cần và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Dù cuộc đời này có nhiều điều con không hiểu thì lòng con hằng tin Giêsu luôn ở bên con mãi mãi. Con tin Cha luôn biết điều con cần và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài.
Cảm tạ Chúa bởi sự ban phước và sức dầu của Ngài, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày của One Way không chỉ đem đến sự khích lệ đời sống thuộc linh cho phần đông tín hữu, mà còn giúp nuôi dưỡng và phát triển đức tin cho nhiều tân tín hữu ở khắp nơi. Một tân tín hữu đã gửi lời nhắn hết sức chân thành đến ban biên tập của chương trình như sau. Mình rất cảm ơn ban biên tập của One Way Radio về những video chia sẻ lời Chúa vào mỗi buổi sáng. Nội dung của các video trong kênh thật ý nghĩa và mang đến sự bình an diệu kỳ cho người nghe. Mình mới tin nhận Chúa và cũng mới biết đến One Way Radio. Mỗi sáng mình nghe One Way và hướng lòng mình về Chúa, mình lại thấy được hiểu thêm về Chúa và cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Ngài qua những câu chuyện, những ví dụ trong đời sống hàng ngày mà One Way chia sẻ. Quả thật, đây là một trong những phản hồi đầy khích lệ mà chúng tôi nhận được. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè, người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Ngoài ra, nếu quý vị có thắc mắc, góp ý, cần được tư vấn hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa, xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên YouTube, Facebook, gửi email về địa chỉ chia sẻ amoconeway.vn hoặc gọi trực tiếp về số điện thoại 0896 164 199. Nếu quý vị muốn dự phần dâng hiến cho chương trình này, xin liên hệ với One Way qua các phương cách trên để được hướng dẫn. Chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.